Xin chào quý vị và các bạn. Ngày hôm nay thì Gió Biển sẽ chia sẻ những cái hình ảnh mới về thị trấn Yên Định thuộc huyện Hải Hậu đang đổi mới như thế nào. Một trong những cái hình ảnh thực tế nhất Gió Biển sẽ chia sẻ với quý vị ngay bây giờ đây. Đó, mọi người có thể thấy một cái vỉa hè rất là sạch đẹp tại đây và những cái trụ sắt đã được làm mới, kết nối bằng những cái sợi dây xích. Và tôi thấy là cái hành lang tại đây nó sạch đẹp như trên Hồ Tây của Hà Nội vậy. Hải Hậu thì được bao bọc bởi những cái con sông và kết nối giữa các con sông với nhau trong các xã, thì là một cái huyện ven biển nên mọi người cũng biết được đó là một cái đặc trưng của vùng miền Hải Hậu. Nơi đây thì là một cái hành lang vỉa hè và được trồng những cái cây sấu tại đây. Phía con đường từ cầu Yên Định ra tới khu bệnh viện thì trong khoảng một vài năm trở lại đây thì đã được xây dựng mới và mặt đường thì khá là rộng rãi và sạch đẹp. Nếu ai có dịp tới thị trấn Yên Định của Hải Hậu thì hãy trải nghiệm cái con đường vỉa hè mà Gió Biển đang đi đấy nhé. Rất là thú vị và khó có cái trung tâm huyện nào thuộc tỉnh Nam Định có một cái nơi mà nó thoải mái như trung tâm Yên Định của huyện Hải Hậu. Một thị trấn được kết nối bởi những con đường có cây cầu bắc qua sông và giữa trung tâm huyện thì lại được tạo bởi hai cái hồ rất là đẹp, và nhà văn hóa trung tâm huyện thì lại là một cái không gian rộng mở rất là đẹp. Và bây giờ thì tôi đang đi bộ trên con đường có lẽ là rất là mới tại đây. Những hàng quán và những cửa hàng thì rất là sầm uất tại đây. Những chuyến xe khách trả khách thì sẽ đỗ ở chỗ khu vực này hoặc là sẽ trả khách ở khu vực cầu Yên Định. Nơi đây thì có một số cái quán nước vỉa hè thì mọi người có thể ra đây uống nước bụi tại đây, và có những cái đồ ăn thức uống nó đơn giản như là rượu ốc này, rồi rất là nhiều những cái mặt hàng ăn vặt tại đây. Chúng ta có thể tới đây trải nghiệm vào lúc buổi tối thì sẽ rất là đầy đủ cho thực khách tới đây. Phía xa xa kia, mọi người có thể nhận thấy được là tháp bảy màu. Và hiện tại thì tôi đang quay về cái hướng cầu Yên Định, thì nó là một cái không gian mở rất là thoáng. Ở khu vực hành lang này thì Gió Biển thấy là một số bác hay tới đây là câu cá vào buổi tối ở đây này, thì cũng rất là thú vị. Ở cái sông này thì có rất là nhiều cá, về cá sông mọi người nhé. Sẽ có những cái trải nghiệm mà mọi người tới đây câu cá. Hiện tại thì ở sông thì có những cái loài cá chép, rồi cá rô phi, rất là nhiều những cái loại ở đây. Câu cá không chỉ trải nghiệm và đôi khi là để ngắm những cái không khí sầm uất của thị trấn Yên Định nữa. Và hiện tại thì tôi đã đứng gần tháp bảy màu hơn một chút rồi. Một cái không gian mà trên báo đài và những cái hình ảnh về quê hương Hải Hậu, nếu như nhìn từ trên cao thì sẽ rất là tuyệt vời. Nó có gì đó nên thơ trữ tình. Và tôi thì đang đi bộ tại đây để chia sẻ đến quý vị và các bạn những cái hình ảnh về thị trấn Yên Định, huyện Hải Hậu. Hiện tại thì vào lúc 5 giờ chiều rồi quý vị. Mọi người có thể thấy được là nơi đây là một cái thị trấn rất là sầm uất, và trong những cái giờ cao điểm thì nơi đây là một cái nơi mật độ giao thông khá là đông. Và tôi đi qua siêu thị của thị trấn Yên Định rồi đây. Siêu thị này thì sẽ mở cửa đến 10 giờ đêm. Còn ở khu vực phía bên ven đường đây là những cái cửa hàng, cửa hiệu. Và chỗ này là nơi có một cái đặc sản đặc biệt, đó là bánh chưng Bà Thìn. Tại đây thì chúng ta có thể biết được là đây là một cái món ăn mà gia truyền. Nhưng theo Gió Biển là hiện tại nó không còn ngon được như cái lúc ngày xưa đúng tác giả sản xuất là cái bánh chưng này nữa rồi. Hiện tại thì Bà Thìn đã mất khá là lâu rồi, nhưng
đời con đời cháu đã truyền lại đây. Với một cái bánh chưng khoảng 15k thì mọi người có thể nói là ăn no. Nó rất là to và lớn và nhân rất là nhiều thịt. Mọi người ăn sẽ cảm thấy khá là no đó, và nó nhiều mỡ nên là khá là ngán. Cháu Biển có ăn một vài lần rồi, chia sẻ đến quý vị và các bạn là như vậy. Ở nơi khu vực cầu Yên Định thì đã đặt một cái vòng xuyến, và cái cổng chào của thị trấn Yên Định đã bị dỡ bỏ từ một vài năm trở lại đây. Không khí của thị trấn Yên Định khi mà nhìn từ cầu Yên Định này thì mọi người thấy được là nó có gì đó như kiểu là trên phố mọi người. Đó, cây cầu này thì cũng trải nghiệm xây dựng được rất là lâu rồi, từ cái thời Gió Biển nhớ là khá là lâu rồi đó. Và bây giờ thì Gió Biển đi xuống dưới này để chia sẻ đến mọi người những cái hình ảnh khu vực cái con đường từ cầu Yên Định sẽ là hướng Hải Phương xem là như thế nào mọi người nhé. Ở khu vực cầu này thì được trang trí những cái lá cờ, không hiểu là thời gian này Gió Biển cũng cảm nhận được là sắp tới cái ngày Quốc Khánh mùng 2 tháng 9 nên được cắm rất là nhiều cờ. Hiện tại thì con đường này Gió Biển đang đi là tới khu đài tưởng niệm Nghĩa Trang Liệt Sĩ của trung tâm huyện Hải Hậu. Đó thì cái con đường bên này thì vỉa hè cũng khá là sạch đẹp nhưng mà có vẻ hơi chật hẹp so với phía bên kia. Và ở đây thì có một cái biển báo là cảnh báo là không được tắm ở đây, rất là sâu. Nước ở khu vực sông này khá là trong xanh mọi người nhé. Nó không có cái hiện tượng mà nhiều rác như trước kia nữa. Và bây giờ thì tôi đang đứng ở khu vực đền Liệt Sĩ, được trang trí những cái hình ảnh ở phía bên tường ngoài rất là đẹp. Những cái họa tiết tại đây, tại phía hai bên của đền Liệt Sĩ, huyện Hải Hậu. Một cái khung cảnh đền Liệt Sĩ rất là lớn. Có thể nói đền Liệt Sĩ thì chỉ có Hải Hậu và bên Xuân Trường của tỉnh Nam Định thì là một trong hai nơi có đền Liệt Sĩ lớn nhất của tỉnh Nam Định. Chúng ta sẽ đi dọc cái hành lang này để cảm nhận được là đền Liệt Sĩ của huyện Hải Hậu nó to lớn như thế nào. Đó, mọi người có thể thấy, quan sát được là khu vực đền này rất là cao. Và vào ban đêm thì sẽ được trang trí những cái ánh đèn gọi là 7 màu. Nên là người ta hay gọi đây là đền Liệt Sĩ, hay gọi là tháp 7 màu tại thị trấn Yên Định của huyện Hải Hậu đây. Chính là khu đền này. Gió Biển xin chia sẻ đến mọi người những cái hình ảnh cận cảnh về đền Liệt Sĩ. Và nơi đây thì chúng ta lại tiếp tục đi bộ xem ở khu vực ngoài này có gì nhé. Nơi đây thì có những cái cửa hàng, nhà hàng rất là lớn tại đây. Gió Biển cảm nhận được là như vậy. Và bây giờ Gió Biển đang vào chỗ khu vực nhà thi đấu của huyện Hải Hậu. Vào đây xem có gì mới không. Ở khu vực sân này thì sẽ được làm một cái khu vui chơi của trẻ em. Những cái ngày thứ bảy chủ nhật thì vào buổi tối thì những phụ huynh thường đưa con em tới đây để trải nghiệm khu vui chơi giải trí này. Ở phía bên trong kia thì là một cái khu nhà thi đấu trung tâm huyện. Nơi đây thì có một số cái đồ chơi của trẻ em nên mọi người tới đây thuê và vui chơi giải trí cho con em thì rất là rẻ thôi, không có gì là mắc cả. Đó thì hiện tại Gió Biển đã đi tới những cái khu cửa hàng buffet và các cửa hàng khác. Đó, mọi người thấy là buffet lẩu và nướng đồng giá là 169k, với một cái mức giá cũng rất là phải chăng và khá là hợp lý khi mọi người tới đây trải nghiệm. Và hôm nay thì Gió Biển xin chia sẻ những cái hình ảnh về thị trấn Yên Định, huyện Hải Hậu, những cái hình ảnh thân thuộc nhất được xin gửi đến quý vị và các bạn. Video xin dừng tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại.